vị, hiện nay trên biển Đông đang có một vùng áp thấp nhiệt đới. Vào lúc 12 giờ trưa 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 360 km, Quảng Nam khoảng 320 km, Quảng Ngãi khoảng 280 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Theo dự báo, từ chiều tối 14 tháng 10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đất liền ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, gió giật cấp 8, cấp 9. Dự báo đến 4 giờ sáng 15 tháng 10, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển Đà Nẵng đến Bình Định. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm các quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều 14 tháng 10, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Dự báo từ chiều 14 tháng 10, khu vực ven biển đất liền từ các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực giữa Biển Đông sóng cao 3 đến 5 m, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, sóng biển cao 4 đến 6 m, từ vùng biển Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sóng cao từ 2 đến 4 m. Vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cần đề phòng nước biển dâng cao 0,2 đến 0,4 m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông, gây ra mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự báo lượng mưa tích lũy đến ngày 16 tháng 10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Tây Nguyên phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 400 đến 600 mm, có nơi trên 800 mm. Như vậy, lượng mưa ở các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên những ngày tới đây sẽ rất lớn. Rất mong quý vị sẽ có chuẩn bị tốt để tránh bị động, đồng thời bấm theo dõi và nút chuông tại kênh YouTube Báo Thanh Niên để liên tục cập nhật những thông tin về thời tiết và các tin tức khác.